Tay cụ to thì cụ trông vẫn đẹp lão lắm. Chú vào đấy à? Vâng. Chưa ra đây xem mấy Chưa hình quay. ảnh chào Mới mấy quay bạn quay rồi. Chưa, 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 Quay rồi. này có Nó đẹp phải không? đẹp rất. Quay rồi. Nhất định là đẹp. Đẹp mang hai nó mang ra đây. Mang ra đây. Không bé chỉ trông thấy được. Không trông đẹp. Mắt tôi cũng còn trông nhỏ chưa phải dùng kính á. Cũng ngày xưa thay cả hai bên nhỉ? Không mà để đổi riêng đi. Nhưng mà mắt thay cả hai bên gì thế thì vẫn kinh lắm. Mày cũng cùng cùng đi cùng thay cùng với tôi này. Thay năm 2005. Cùng với tôi cùng đi nhưng mà cùng theo cụ về. Các bạn họ đi. Đi. Mà đây, tôi nhưng mà... vài hôm tôi mới lại làm ngoài không miễn phí. Tôi thay miễn phí ra gì đâu mà. Cùng đi cái năm mới cùng. Đi đến đấy sao cháu đèo cháu về. Cái này thay là mất 5 triệu. Vâng. Một bên chứ bây giờ là mất 10 triệu. Bà con đi có sướng không? Sướng. Bây giờ tôi với bà là còn gặp nhau như thế này. Thì mà các con cái trong gia đình đều là đầy đủ quá. Vâng, vâng. Thì mình sướng quá vậy nhỉ. Vâng. Và cũng sướng.